Thank you.
Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với sự kiện ra mắt trực tuyến sản phẩm mới đến từ Xiaomi. Ngày hôm nay, Thùy Dung rất vinh dự khi được đồng hành cùng Xiaomi trong sự kiện đặc biệt này. Lời đầu tiên, xin phép được thay mặt cho nhãn hàng Xiaomi, Thùy Dung muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Xiaomi trong suốt thời gian vừa qua. Những bình luận, những chia sẻ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để giúp cho Xiaomi có nguồn cảm hứng để phát triển và hoàn thiện các dòng sản phẩm trở nên tốt hơn, giúp cho người dùng Xiaomi có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đặc biệt hơn cả đó chính là sự quan tâm đón chờ của các bạn cho sự kiện sắp diễn ra vào ngày hôm nay, chương trình ra mắt sản phẩm mới Xiaomi 11T Series. Đây thật sự là những tình cảm, những món quà vô cùng ý nghĩa mà các Xiaomi fan đã dành cho Xiaomi. Để đáp lại những tình cảm đó thì trong buổi livestream ngày hôm nay, Xiaomi đã chuẩn bị rất là nhiều những điều bất ngờ cho quý vị khán giả. Đó chính là sự góp mặt vô cùng đặc biệt của giám đốc trải nghiệm sản phẩm, nam ca sĩ Subin cùng với những mini game tương tác nhận quà rất là hấp dẫn. Vậy nên là các Xiaomi fan ơi, chúng ta hãy theo dõi livestream, share và tương tác thả tim thật là nhiều cho Thùy Dung và Xiaomi nhé. Cũng như là chúng ta có thể tham gia trả lời các câu hỏi được đưa ra trong sự kiện bằng cách là bình luận ở phần comment bên dưới, từ đó có cơ hội nhận quà đến từ Xiaomi. Chương trình ghi hình được thực hiện đảm bảo theo quy định phòng chống dịch và giãn cách xã hội theo chỉ thị của chính phủ. Vâng, còn bây giờ không để các bạn đợi lâu hơn nữa. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chào đón ông Patrick Châu, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, sẽ gửi lời chào đầu tiên đến với tất cả các fan đang theo dõi sự kiện ra mắt sản phẩm trực tuyến của Xiaomi ngày hôm nay. And now, I would like to invite Mr. Patrick Châu, Country Manager of Xiaomi Vietnam, to deliver the opening speech. Thank you, MC, for introducing me. Hello, Vietnam. Welcome to the launch of the new product of Xiaomi. I feel so happy to finally be able to meet all of you. My name is Patrick Châu, the country manager of Xiaomi Vietnam. The first thing I want to say is wishing you and your family all the safe during this time. As our company slogan is, something wonderful is about to happen. Hence, I believe that we will all overcome this period. And the wonderful thing is just ahead of all of us. Talking about wonderful things in previous months, Xiaomi have a lot of wonderful products, and I'm excited to share with all of you with those milestones. First and foremost, we just announced our smart electric vehicle, and we will invest around $10 billion for the next decade. We also make it to the Fortune Global 500 for the last 3 years, on Forbes Global 2000 in the 2021. As a young company, we are proud to be the place as 222. Most importantly, Xiaomi is now the top 2 smartphone company in the world for the first time. In Vietnam, Xiaomi achieved number 3 smartphone brand in 2021, and we also is the only brand in Vietnam with a positive annual growth rate up to 68% in quarter 3, 2021. Not only that, Xiaomi's smart band is one of the most popular wearable in globally, and yes, we are the number 1 wearable brand in Vietnam, counted as 25% of the market share. To able to do that, our users are always the heart of everything we do in the market. We treat our users as friends. We innovate products to create and enhance life experience. So I want to sincerely thank all of you, our Xiaomi fans in Vietnam. I believe you guys are the world's coolest friend. You always know us as a smartphone company, and here we bring our smartphone product lines and the latest products to Vietnam. Earlier of this year, we introduced the Mi 11 series to Vietnam consumers, and followed by the famous duo youngsters, the Mi 11 Lite and the Mi 11 Lite 5G. And then, we launched the Redmi Note 10 series
to challenge your boundary. This is one of the key series of the year and most welcomed by our Xiaomi fans in Vietnam. And most recently, we just launched Redmi 10 to Vietnam consumers, and we already received so many positive comments. We did bring a lot of 5G smartphones to Vietnam in many price segments and a wide array of the new AIoT products in Vietnam this year, aiming to the people enjoying the Internet of Things in a faster and easier way. And we will also introduce many AIoT products in the launch today. All of this is a part of our overall mission of bringing the innovation to everyone. What's new for the Vietnam this time round? Stay tuned. We have a lot of amazing products and a lot of secrets will be unveiled to you by tonight. And to our marketing manager, Steve, as usual, we'll share with you more detail about it. And at last, I'd like to send my best wishes to all of you. Thank you again. Xin cảm ơn ông Patrick. Tôi tên là Vũ và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả các quý vị và khán thính giả đang xem buổi tường thuật trực tiếp lễ ra mắt sản phẩm mới của Xiaomi Việt Nam, những sản phẩm tuyệt vời và độc đáo nhất có trên thị trường. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì tất cả chúng ta đều phải ở nhà nhiều hơn là nơi làm việc. Và với cái thời gian ở nhà nhiều như vậy thì tất cả hầu hết mọi hoạt động của chúng ta đều diễn ra ở nhà, từ làm việc cho đến giải trí. Và điều này dẫn đến một nhu cầu về một cái thiết bị có thể thỏa mãn được cả giải trí và làm việc cùng một lúc với cái hiệu suất cao nhất. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm có thể thỏa mãn được tất cả những điều đó. Đó chính là sản phẩm Xiaomi Pad 5, thưa quý vị. Với Xiaomi Pad 5, chúng tôi mang đến một cái ngôn ngữ thiết kế cực kỳ sang trọng với các mặt được vát phẳng và các cạnh được bo cong, tạo nên một cái cảm giác liền lạc và thanh thoát. Và đây cũng chính là một trong những cái sản phẩm có cái khả năng và có cái ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ và gọn nhất có trên thị trường. Với Xiaomi Pad 5, chúng tôi cung cấp cho quý vị hai sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên đó chính là màu xám tinh vân. Thứ hai đó chính là màu trắng ngọc trai. Cả hai màu sắc này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cái ngôn ngữ khác nhau để thể hiện cái cá tính của bản thân. Xiaomi Pad 5 trang bị cho mình một cái màn hình cực kỳ lớn, có kích thước lên đến 11 inch. Đồng thời màn hình này có khả năng hiển thị màu sắc cực kỳ rực rỡ lên đến hơn 1 tỷ màu. Độ phân giải của màn hình cũng được trang bị lên đến WQHD cộng, thưa quý vị. Và tất cả những hình ảnh của chúng ta có thể hiển thị một cách mượt mà bởi tần số quét lên đến 120Hz. Với Xiaomi Pad 5, chúng tôi mang đến cho nó một cái môi trường làm việc cực kỳ chất lượng với những cái tính năng tích hợp sẵn. Ví dụ như chúng ta có thể truy cập nhanh vào những cái ứng dụng mà chúng ta thường sử dụng bằng cách vuốt từ dưới lên trên, hay là chúng ta có thể chia đôi màn hình để hiển thị nhiều hơn những cái loại nội dung mà chúng ta muốn truy xuất, giúp cho cái khả năng làm việc của chúng ta được tối ưu hơn bao giờ hết. Và trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng phải sử dụng camera trước rất là nhiều để tham gia những cuộc họp, những cuộc video call. Chính vì vậy mà camera trước của Xiaomi Pad 5 cũng được tăng cường độ phân giải lên đến 8 megapixel, giúp đảm bảo cho những cuộc họp của chúng ta đạt được chất lượng tối ưu nhất. Và camera sau với độ phân giải lên đến 13 megapixel giúp cho chúng ta có khả năng scan những cái loại tài liệu một cách rõ và nét, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái camera này để chụp những cái bức ảnh mà chúng ta cần cho công việc. Xiaomi Pad 5 thực sự là một cái sản phẩm giúp cho chúng ta có khả năng tăng cường thêm hiệu suất khi làm việc và khơi thêm nguồn sáng tạo cho công việc. Chúng ta đã nói về cái khả năng hỗ trợ làm việc của
Xiaomi Buds 5, thì giờ đây chúng ta cũng không quên nhắc đến khả năng hỗ trợ cho việc giải trí. Xiaomi Buds 5 cung cấp cho quý vị những cái khả năng cực kỳ mạnh mẽ khi chơi game. Nó có thể hỗ trợ hầu hết những tựa game có trên thị trường hiện nay. Đồng thời khi chúng ta sử dụng Xiaomi Buds 5, chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự mượt mà khi chúng ta truy xuất dữ liệu hoặc là khi chúng ta chạm vào màn hình, bởi những cái hiệu ứng chuyển cảnh, những tác vụ chạm và tất cả mọi thứ đều đã được tối ưu một cách tuyệt vời nhất. Xiaomi Buds 5 cũng đồng thời trang bị công nghệ Dolby Vision giúp cho những hình ảnh hiển thị của chúng ta trở nên toàn vẹn hơn bao giờ hết. Màn hình là một trong những trải nghiệm tuyệt vời có trên Xiaomi Buds 5, nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó 4 loa độc lập. Với 4 loa này tạo nên một cái không gian âm thanh cực kỳ hứng khởi. Cái buồng âm của nó cực kỳ lớn, lên đến 1.8cc. Chính vì vậy mà Xiaomi Buds 5 thực sự là một cái sản phẩm mang đến một cái trải nghiệm sử dụng cực kỳ tuyệt vời và độc đáo, cả ở làm việc lẫn giải trí, cả ở hình ảnh lẫn âm thanh. Và tất cả những trải nghiệm có trên Xiaomi Buds 5 được tăng cường bởi trái tim của nó, chính là vi xử lý Qualcomm Snapdragon 860, một trong những vi xử lý hàng đầu hiện nay. Và nguồn sức mạnh này được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng đến từ viên pin cực kỳ lớn, có dung lượng lên đến 8.720 mAh. Với viên pin lớn như vậy, chúng ta sẽ có thời lượng sử dụng cực kỳ tuyệt vời, lên đến hơn 10 giờ chơi game, hay là lên đến hơn 5 ngày sử dụng nghe nhạc liên tiếp. Tất cả những điều này sẽ được gói gọn trong một video mà sẽ được giới thiệu với quý vị ngay sau đây. Xiaomi Buds 5 là một sản phẩm mang lại khả năng làm việc hiệu quả, khơi nguồn sáng tạo và mang đến một cái trải nghiệm giải trí cực kỳ bùng nổ. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa những tính năng có trên Xiaomi Buds 5. Và giờ đây thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi đến với phần công bố giá của sản phẩm Xiaomi Buds 5. Xiaomi Buds 5 so sánh với lại những sản phẩm khác có trên thị trường sẽ có những tính năng và cấu hình cực kỳ vượt trội. Những sản phẩm khác trên thị trường sẽ có mức giá từ 14 đến 18 triệu. Nhưng với Xiaomi, chúng tôi sẽ luôn luôn mong muốn mang đến cho mọi người một cái mức giá tối ưu nhất có thể. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với phiên bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 8.990.000 đồng ạ. Và phiên bản thứ hai có dung lượng bộ nhớ trong lớn hơn, phiên bản 6GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 10.490.000 đồng. Cả hai phiên bản với những cấu hình phần cứng cực kỳ mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm toàn vẹn nhất có thể. Xiaomi Buds 5 là một cái thiết bị giải trí và làm việc đa phương tiện cực kỳ tuyệt vời. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng có những cái thiết bị giúp cho cái khả năng làm việc tại gia của quý vị trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhắc đến làm việc tại gia thì chắc hẳn rằng không ít thì nhiều quý vị cũng đồng thời sẽ gặp những cái tình trạng có ở trên màn hình hiện nay. Bởi lẽ những cái thiết bị cung cấp phát sóng wifi mặc định ở tại nhà của quý vị không thực sự mạnh mẽ. Điều này tạo nên những cái góc khuất trong nhà và sóng wifi không thể phủ đến được. Và chính vì thế mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm có thể khắc phục được toàn bộ những cái tình trạng này. Đó chính là sản phẩm Mi Wi-Fi Range Extender.
Đây là một cái sản phẩm giúp cho sóng Wi-Fi có thể phủ tất cả mọi nơi ở trong nhà, kể cả những góc khuất nhất. Và việc lắp đặt nó cũng hoàn toàn cực kỳ đơn giản bởi cái hệ thống đèn báo hiệu ở trên thiết bị, giúp cho chúng ta biết được đâu là vị trí tối ưu nhất để lắp đặt thiết bị. Việc điều khiển nó cũng hoàn toàn dễ dàng nhờ ứng dụng Mi Home. Đây là ứng dụng có thể điều khiển từ xa tất cả mọi thiết bị thông minh của Xiaomi. Và cái mức giá dành cho cái sản phẩm cực kỳ tiện ích này đó chính là 490.000 đồng thưa quý vị. Một cái mức giá cực kỳ tối ưu và thân thiện với người dùng. Và để tối ưu hơn cái khả năng tương tác bằng âm thanh, chúng tôi cũng đồng thời mang đến cho quý vị một cái giải pháp âm thanh tích hợp những cái công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Đó chính là sản phẩm Xiaomi Flip Buds Pro, một sản phẩm có ngoại hình cực kỳ sang trọng và tinh tế. Sản phẩm này mang cho mình một cái sức mạnh về công nghệ lên đến 40 decibel, nói về cái khả năng khử tiếng ồn, hay là khi chúng ta nói về cái khả năng sử dụng pin dùng của nó cho thời lượng lên đến 28 giờ. Và cái khả năng sạc nhanh của thiết bị cũng hoàn toàn làm cho chúng ta ấn tượng, với khả năng sạc trong vòng 5 phút sử dụng lên đến 2 giờ thưa quý vị. Sản phẩm này cũng đồng thời tích hợp khả năng sạc nhanh không dây, và âm thanh của nó cũng sẽ được đảm bảo với chất lượng tối ưu nhất với củ loa có kích thước lên đến 11mm. Và tất cả những điều này sẽ tạo nên một cái sản phẩm cực kỳ hoàn hảo. Và với sản phẩm hoàn hảo như vậy thì tôi tin chắc rằng mức giá của nó cũng sẽ cực kỳ ấn tượng. Sản phẩm này sẽ có mức giá là 5.990.000 đồng thưa quý vị. Vừa rồi là một dòng sản phẩm cực kỳ thời trang của chúng ta, đó chính là sản phẩm Xiaomi Flip Buds Pro. Và nhắc đến thời trang thì xin cho phép tôi gợi nhớ lại một cái dòng sản phẩm mà chúng tôi cũng đã ra mắt vào khoảng tháng 4 năm nay. Đó chính là dòng sản phẩm Mi Ultra Lite và Mi Ultra Lite 5G. Đây là một dòng sản phẩm có phong cách cực kỳ độc đáo với nhiều màu sắc để mọi người có thể lựa chọn. Và đây cũng chính là một sản phẩm được lựa chọn rất là nhiều bởi những bạn trẻ có sự chú trọng về phong cách trong thời gian gần đây. Với Mi Ultra Lite và Mi Ultra Lite 5G thì dòng sản phẩm này cũng đồng thời nhận được những đánh giá cực kỳ tích cực đến từ những trang đánh giá uy tín tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng mang lại cho quý vị một cái sản phẩm tiếp nối cho sự thành công đó. Sản phẩm đó chính là sản phẩm Xiaomi Mi Ultra Lite 5G thế hệ mới thưa quý vị. Phong cách của mỗi người là độc nhất. Tôi tin chắc rằng nhận định này là nhận định sẽ nhận được sự đồng thuận của rất là nhiều người. Và mời mọi người xem một đoạn video để xem cái phong cách chúng ta nói đến ở đây sẽ như thế nào. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn video của siêu mẫu quốc tế Coco Rocha. Và cô sống với cái niềm tin rằng phong cách của cô là độc nhất. Và cô biết mình nên thể hiện gì. Và đó cũng chính là cái tinh thần mà chúng tôi muốn truyền tải vào cái thế hệ mới của dòng sản phẩm cực kỳ thời trang và phong cách Xiaomi Mi Ultra Lite 5G thế hệ mới. Đó chính là dòng sản phẩm giúp cho chúng ta có thể làm chủ phong cách thưa quý vị. Với Xiaomi Mi Ultra Lite 5G thế hệ mới, chúng tôi mang đến cho nó một cái ngôn ngữ, một cái màu sắc cực kỳ mới. Đó chính là màu trắng băng tuyết. Với màu trắng băng tuyết thì không chỉ là một cái màu sắc mới ở trong cái bộ sưu tập rất là nhiều màu sắc của dòng sản phẩm mang đậm tính thời trang này, mà sản phẩm này cũng đồng thời trang bị cho mình những cái họa tiết ở mặt lưng trông như tinh thể băng.
Đây cũng chính là những cái điểm nhấn cực kỳ độc đáo có trên cái màu sắc trắng băng tuyết của chúng ta. Và đồng thời, màu trắng băng tuyết không phải là cái màu duy nhất mà Xiaomi Mi 11 Lite 5G có thể mang đến cho quý vị, mà chúng ta còn có đến 4 lựa chọn màu sắc khác nhau, đó chính là màu đen trân châu, màu hồng thanh đào và màu xanh kẹo ngọt. Tất cả những màu sắc này góp phần tạo nên cá tính riêng của mỗi người. Xiaomi Mi 11 Lite 5G là một tạo tác tuyệt vời, mang lại một cái vẻ ngoài cực kỳ thời trang và phong cách. Với Xiaomi Mi 11 Lite 5G, chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ cực kỳ mỏng và nhẹ. Và đây chính là cái sản phẩm 5G mỏng và nhẹ nhất của Xiaomi, với độ mỏng của nó chỉ là 6.81mm mà thôi. Và cái trọng lượng của nó cũng ấn tượng không kém, chỉ 158g. Tất cả những điều này được cấu thành bởi cái sự tính toán tỉ mỉ và cẩn thận bởi các kỹ sư của Xiaomi, làm cho những cái thành phần linh kiện của chúng ta được mỏng nhưng đồng thời đảm bảo được cái hiệu suất làm việc cao nhất. Xiaomi Mi 11 Lite 5G cũng đồng thời trang bị cho mình cái khả năng chống bám vân tay ở mặt lưng, giúp cho cái quá trình sử dụng của chúng ta trải nghiệm về sản phẩm được tối ưu nhất. Và những cái thiết kế và những cái trọng lượng cực kỳ nhẹ và mỏng, cũng như những cái màu sắc đa dạng có trên Xiaomi Mi 11 Lite 5G sẽ rất khó để thể hiện nếu không có phần thể hiện của các chuyên gia. Chính vì vậy mà chúng tôi hợp tác với lại nhà thiết kế thời trang Lê Thanh Hòa để mang đến cho quý vị một cái nhìn thật sự toàn vẹn về sản phẩm Xiaomi Mi 11 Lite 5G thế hệ mới. Mời mọi người xem một đoạn video để xem cái phần chia sẻ của anh. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Phong cách thời trang mà Hòa hướng đến đó là phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại và sang trọng, và đặc biệt là tôn lên nét quyến rũ của người phụ nữ. Lần đầu tiên khi mà họ nhìn thấy cái thiết kế mới nhất của dòng điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G phiên bản mới thì họ cũng rất là ấn tượng, bởi vì nó có một cái sự tương đồng khá là đặc biệt. Ngoài cái thiết kế rất là mỏng nhẹ thì Xiaomi lần này có 4 màu rất là đặc biệt, đó là màu đen trân châu, màu trắng băng tuyết, màu hồng thanh đào và màu xanh kẹo ngọt. Thì 4 cái màu sắc này cũng đã tạo cho họ một cái cảm hứng để họ thiết kế nên cái mini collection lần này, bao gồm những cái thiết kế rất là thanh lịch, nữ tính, rất là phù hợp với lại những phụ nữ yêu thích thời trang. Đặc biệt là cái chất liệu họ sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập là những chất liệu mỏng nhẹ như là organza, chiffon, tạo một cái sự mềm mỏng, nhẹ nhàng. Đồng hành cùng chiến dịch All Your Style, làm chủ phong cách, Hòa mong muốn truyền cảm hứng thời trang đến với tất cả những người yêu cái đẹp, yêu thời trang và đặc biệt là phái nữ. Hãy cùng chờ đón sự kết hợp giữa Xiaomi, Lê Thanh Hòa cùng dòng điện thoại siêu mỏng nhẹ với 4 phiên màu đặc biệt sẽ xuất hiện trên tạp chí Elle Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ cực kỳ tuyệt vời của anh Lê Thanh Hòa. Chúng ta cũng không quên nhắc đến những cái tính năng khác có ở trên Xiaomi Mi 11 Lite 5G thế hệ mới. Đó chính là một cái màn hình với khả năng hiển thị cực kỳ tuyệt vời có trên thị trường, khả năng hiển thị màu 10 bit, với khả năng hiển thị HDR 10+, với khả năng hiển thị màu True Color, hoặc là với tần số quét lên đến 90Hz, đồng thời với công nghệ Dolby Vision, tất cả tạo nên một cái trải nghiệm nhìn cực kỳ tuyệt vời và độc đáo có trên Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Và đồng thời Xiaomi Mi 11 Lite 5G cũng trang bị những cái tính năng giúp cho cái trải nghiệm nhìn trên cái điện thoại của chúng ta dễ chịu hơn bao giờ hết. Chụp ảnh cũng luôn là một trong những cái tính năng được sử dụng nhiều nhất có ở trên một chiếc điện thoại. Và với Xiaomi Mi 11 Lite 5G, chúng tôi trang bị cho nó bộ 3 camera đa chiều, giúp cho chúng ta có thể chụp được những cái bức ảnh tuyệt vời trong bất kỳ bối cảnh nào,
Camera chính 64 megapixel góp phần tạo nên những cái bức ảnh với độ chi tiết cao. Camera góc rộng làm nên những cái bức ảnh cực kỳ tuyệt vời và hiệu ứng hình ảnh. Và camera tele macro giúp cho chúng ta có một cái nhìn cực kỳ khác với những cái vật thể và sự việc khác nhau. Chứ dừng lại ở đó thì cái khả năng chụp đêm, chế độ chụp đêm có trên Xiaomi 11 Lite 5G thế hệ mới của chúng ta cũng sẽ được tích hợp lên đến 3 camera. Chúng ta có thể ứng dụng vào camera chính, chúng ta có thể ứng dụng vào camera góc rộng và đồng thời chúng ta cũng có thể ứng dụng vào camera trước. Tất cả đều tạo nên những cái hiệu ứng hình ảnh cực kỳ tuyệt vời, tạo nên những cái trải nghiệm sống động có ở trên Xiaomi 11 Lite 5G. Và Xiaomi 11 Lite 5G cũng đồng thời trang bị cho mình những cái khả năng quay video cực kỳ thú vị như là hệ thống quay vlog hay là những cái chế độ quay AI điện ảnh. Tất cả những chế độ này đều có thể dễ dàng sử dụng từ trong cái giao diện màn hình của điện thoại. Và tất cả những điều này cũng đồng thời được trang bị sức mạnh bởi vi xử lý Qualcomm Snapdragon 778. Và vi xử lý này mang lại cho chúng ta một cái khả năng kết nối 5G cực kỳ nhanh. Và cái khả năng kết nối 5G này cũng đồng thời mở rộng lên đến 2 SIM cùng một lúc. Vâng thưa quý vị, đó chính là những điểm tạo nên sản phẩm Xiaomi 11 Lite 5G. Một cái sản phẩm mang đậm tính thời trang giúp cho chúng ta có thể làm chủ được phong cách của bản thân. Và giờ đây chúng ta hãy cùng đi đến với phần công bố giá của sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta sẽ có 3 phiên bản với những mức giá cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên đó chính là phiên bản 6GB RAM 128GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 8.990.000 đồng. Và phiên bản thứ hai chúng ta sẽ có 8GB RAM 128GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 9.490.000 đồng ạ. Và cuối cùng đó chính là phiên bản 8GB RAM 256GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 10.490.000 đồng. Phiên bản này sẽ được mở bán độc quyền tại hệ thống FPT Shop. Và chưa dừng lại ở đó thì chúng tôi cũng đồng thời có chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho quý khách hàng từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10. Chương trình sẽ có ưu đãi lên đến 1 triệu đồng, đồng thời áp dụng gói bảo hành rơi vỡ màn hình lên đến 6 tháng. Hãy cùng xem những kênh thông tin truyền thông chính thức của Xiaomi để biết thêm chi tiết. Và chứ dừng lại ở đó thì chúng tôi cũng đồng thời có một cái sự hợp tác cực kỳ đặc biệt với lại một cái thương hiệu trang sức cực kỳ nổi tiếng, đó chính là thương hiệu Swarovski. Và với lần hợp tác này thì chúng tôi cũng đồng thời sẽ có những cái gói sản phẩm để cho ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới để đánh dấu sự hợp tác này. Xin mời mọi người cùng theo dõi thêm thông tin chi tiết trên những trang thông tin như là fanpage hoặc là community của Xiaomi. Trước hết, mời mọi người xem một đoạn video về phần chia sẻ của đại diện Swarovski về sự hợp tác này. Hello everyone and a very good day to all of you. My name is Lars Schmidt and I'm the managing director for Swarovski in Southeast Asia and India. I would like to congratulate the Xiaomi Southeast Asia team on its launch of the latest addition to the family of Xiaomi 11 series, the Xiaomi 11 Lite 5G NE. Both Swarovski and Xiaomi are dedicated to creating a wondrous world of craftsmanship and self-expression at the forefront of the latest fashion trends. And this collaboration is the perfect match of style and technology. Are you getting excited already? Well, stay tuned because more details will be announced very soon. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một cái đoạn video cực kỳ thú vị của vị đại diện đến từ Swarovski. Và điều này cũng cho thấy được rằng Xiaomi 11 Lite 5G chính là một cái sản phẩm mang đậm phong cách
Và đây chính là sản phẩm có thể giúp cho mọi người làm chủ được phong cách của bản thân. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa những thông tin ưu đãi về những sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu với quý vị. Và ngay bây giờ hãy cùng trở lại với MC Thùy Dung. Xin cảm ơn anh Hoàng Tuấn Vũ về những chia sẻ rất hữu ích và hấp dẫn liên quan đến các sản phẩm của Xiaomi vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về quà tặng giveaway đầy giá trị trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn có đoán được rằng món quà đầu tiên mà Xiaomi muốn dành tặng cho các Xiaomi fan đang theo dõi livestream ngày hôm nay là gì không ạ? Thùy Dung xin được bật mí luôn, đó chính là một chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G phiên bản mới, một phần quà rất hấp dẫn và tuyệt vời. Tất cả những ai đang theo dõi livestream ngày hôm nay đều có cơ hội trúng thưởng khi tham gia giveaway này chỉ với 3 bước đơn giản sau thôi. Bước thứ nhất, like và thả tim cho livestream. Bước thứ hai, chia sẻ livestream ở chế độ công khai với 3 hashtag Xiaomi Việt Nam, hashtag Xiaomi 11T Series và hashtag thước phim ma thuật. Bước cuối cùng đó là chúng ta hãy bình luận trên Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam theo cú pháp, câu trả lời, khoảng cách, 3 số cú số điện thoại. Ví dụ câu trả lời là Xiaomi đẳng cấp, khoảng cách 999. Lưu ý rằng chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn nào tham gia comment hợp lệ trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam thôi nhé. Như vậy thôi là chúng ta đã có cơ hội nhận phần quà hấp dẫn của giveaway trong sự kiện ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngay bây giờ, Thùy Dung xin được công bố câu hỏi giveaway. Câu hỏi của chúng ta đó chính là: hãy dự đoán giá bán chính thức của điện thoại Xiaomi 11T ra mắt ở thị trường Việt Nam. Thùy Dung xin được nhắc lại, câu hỏi của chúng ta là hãy dự đoán giá bán chính thức của điện thoại Xiaomi 11T ra mắt ở thị trường Việt Nam. Đừng quên rằng hãy thực hiện đầy đủ 3 bước theo các thể lệ của giveaway và comment theo cú pháp, câu trả lời, khoảng cách, 3 số cú số điện thoại trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam nhé cả nhà. Câu trả lời sẽ được công bố vào cuối chương trình ngày hôm nay. Một bạn khán giả may mắn với đáp án đúng và nhanh nhất sẽ được ban tổ chức lựa chọn và thông báo kết quả trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam sau chương trình. Quay trở lại sự kiện chính ngày hôm nay, Thùy Dung xin được mời anh Hoàng Tuấn Vũ, đại diện Xiaomi Việt Nam, sẽ đưa chúng ta cùng khám phá siêu phẩm Xiaomi 11T Series thước phim ma thuật. Xin mời anh. Xin cảm ơn MC Thùy Dung. Và trước khi chúng ta đi vào phần chính của chương trình, thì xin cho phép tôi nhắc lại một cái dòng sản phẩm mà đã tạo nên cái tiếng vang cực kỳ tuyệt vời vào thời điểm cuối năm ngoái. Đó chính là dòng sản phẩm T-Series của Xiaomi. Và với sản phẩm Mi 10T Pro, đây thực sự là một cái dòng sản phẩm mà tạo nên một cái tiếng vang cực kỳ lớn với sự thành công cả ở mặt truyền thông lẫn về mặt số bán. Và dòng sản phẩm này cũng đồng thời nhận được những sự đánh giá cực kỳ tuyệt vời đến từ những trang đánh giá uy tín tại Việt Nam. Để tiếp nối sự thành công này thì tôi xin giới thiệu với quý vị dòng sản phẩm mới nhất tiếp nối của dòng sản phẩm T-Series vào cuối năm ngoái. Đó chính là dòng sản phẩm Xiaomi 11 T-Series. Đây là dòng sản phẩm có thể tạo ra những thước phim ma thuật cực kỳ độc đáo. Times, James. I have already made up my mind, and it seems like you have too. So why don't you just get out of my way? Because I am late for my train. Okay? Vừa rồi là một đoạn video với những khung ảnh đậm chất điện ảnh tạo nên những cái trải nghiệm điện ảnh cực kỳ độc đáo. Và trước đây chúng ta có thể thấy được rằng để
tạo nên những cái thước phim này thì chúng ta sẽ phải cần rất là nhiều những thiết bị hoành tráng, cồng kềnh, những cái loại màn hình cực kỳ lớn, những cái thiết bị âm thanh cực kỳ đồ sộ. Nhưng giờ đây, với Xiaomi 1T Series thì chúng tôi có thể sáng tạo nên những cái thước phim như vậy chỉ đơn giản bởi một cái vật thể nằm gọn trong túi quần của quý vị. Với Xiaomi 1T Series, nó có khả năng tạo nên những cái thước phim ma thuật với sự sáng tạo cực kỳ tuyệt vời và độc đáo. Nó có khả năng chế tác ra những cái thước phim như vậy chỉ với một chạm mà thôi. Với những cái thước phim như vậy thì có lẽ rằng tất cả mọi người của chúng ta cũng có thể tưởng tượng được rằng quá trình hậu kỳ của nó sẽ cực kỳ phức tạp với sự hỗ trợ của nhiều trang thiết bị khác nhau. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng tạo ra nó bởi bộ công cụ AI điện ảnh một chạm được trang bị trên Xiaomi 1T Series. Với bộ công cụ này chúng ta sẽ có những cái tính năng cực kỳ độc đáo, ví dụ như là thu phóng ma thuật. Với cái khả năng thu phóng ma thuật này thì chủ thể của chúng ta sẽ được tách khỏi nền và chúng ta sẽ chồng nhiều bức ảnh lại khác nhau. Chủ thể của chúng ta ở mỗi bức ảnh sẽ được ghép vào sao cho ảnh với lại chủ thể của chúng ta tạo ra cái độ sâu mà chúng ta mong muốn. Và đó chính là cái cách hoạt động của cái chế độ thu phóng ma thuật, tạo nên một cái thước phim cực kỳ độc đáo. Bên cạnh đó thì Xiaomi 1T Series cũng đồng thời trang bị cho mình cái khả năng quay macroscope, quay những cái vật thể vi mô cực kỳ nhỏ, những cái vật thể mà bình thường chúng ta có thể không để ý tới. Một chế độ khác mà tôi muốn giới thiệu với mọi người, một chế độ cực kỳ mới, đó chính là chế độ Audio Zoom, thanh âm cận cảnh. Chế độ này giúp cho chúng ta có thể thu được tiếng ở cái khoảng cách cực kỳ xa mà chúng ta bình thường thì khi chúng ta quay một cái sự vật hiện tượng gì đó từ xa thì âm thanh thông thường sẽ không rõ. Nhưng nhờ trang bị cái chức năng này, nhờ trang bị cái khả năng quay audio zoom mà Xiaomi 1T Series nó sẽ tái tạo âm thanh tập trung hơn, tốt hơn, trong và rõ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó một cái bộ công cụ cực kỳ toàn diện dành cho cái sự sáng tạo của mỗi người. Với Xiaomi 1T Series không chỉ trang bị cho mình cái khả năng sáng tạo với là những cái công cụ sáng tạo điện ảnh,
mà chúng tôi còn trang bị cho nó khả năng chụp ảnh cực kỳ ấn tượng và độc đáo với bộ 3 camera, camera chính có độ phân giải lên đến 108 megapixel. Hãy cùng nhìn một cái bức ảnh được chụp bởi cái chế độ 108 megapixel. Chúng ta sẽ thấy được rằng cái núi tuyết này đã được crop từ một cái bức ảnh cực kỳ lớn hơn và nó trông cũng cực kỳ rõ. Bên cạnh đó thì với cái camera tiếp theo của chúng ta đó chính là camera góc rộng. Camera góc rộng sẽ tạo nên những cái bức ảnh cực kỳ ấn tượng. Trên hình ảnh của quý vị đó chính là cái hình ảnh của nhà hát lớn Hà Nội. Và hình ảnh này nó đã được thực sự trở nên sống động và độc đáo hơn rất là nhiều nhờ camera góc rộng thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng đi đến với cái camera cuối cùng của Xiaomi 1T Series, đó chính là camera tele macro. Với camera tele macro thì chúng ta có thể chụp được những cái khoảnh khắc mà thông thường chúng ta không thể hoặc là khó thể cảm nhận được. Ví dụ như là hình ảnh giọt nước được phóng đại lên trông như là một cái vương miện vậy. Với Xiaomi 1T Series, chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó khả năng chụp đêm cực kỳ mạnh mẽ. Hãy cùng nhìn một vài hình ảnh được chụp bởi Xiaomi 1T Series. Đây là những hình ảnh được chụp bởi chiếc điện thoại của chúng ta ở tại phố cổ Hà Nội. Và mọi người cũng có thể thấy được rằng hình ảnh của chúng ta được thể hiện một cách rõ nét và sống động. Các đường nét, ví dụ như là cái chữ trúc bạch của chúng ta, đã được tái tạo một cách hoàn hảo. Xiaomi 1T Series cũng đồng thời trang bị cho mình cái khả năng quay video cực kỳ chuyên nghiệp với độ phân giải có thể quay lên đến 8K thưa quý vị. Hình ảnh của chúng ta truyền tải sẽ trở nên rõ nét và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và thông thường khi nhắc đến việc quay phim thì chúng ta hay quan tâm đến những cái thông số, ví dụ như là màu sắc của nó, ví dụ như là độ tương phản, độ sáng, độ phân giải, vân vân. Nhưng để cho nó dễ dàng hơn và thuận tiện hơn và để cho nó tuyệt vời hơn nữa thì chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó khả năng quay video HDR10+. Hãy cùng xem một đoạn video để xem là cái video được quay bởi chế độ HDR10+ nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Các đường nét của chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn sống động so với lại không có HDR10+. Và tất cả những điều này được thực hiện bởi một cái quy trình cực kỳ phức tạp, từ việc thu hình ảnh từ camera và việc giải mã nó để truyền lên đến màn hình. Đây là một cái quá trình cực kỳ phức tạp được hỗ trợ bởi những cái phần cứng bên trong. Bởi những cái phần cứng ví dụ như là cảm biến ảnh, ví dụ như là cái thấu kính của ảnh, hay là ví dụ như là cái thạch toán bên trong. Và những cái quá trình này sẽ thực sự không hoàn hảo nếu thiếu đi cái nguồn cung cấp sức mạnh cho nó, chính là trái tim Qualcomm Snapdragon 888 trên phiên bản Xiaomi 1T Pro. Và với vi xử lý này chúng ta có thể xử lý rất là nhiều những cái tác vụ khác nhau một cách tuyệt vời. Và không chỉ dừng lại ở đó thì với phiên bản Xiaomi 1T, chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó vi xử lý cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất đến từ nhà MediaTek, đó chính là vi xử lý Dimensity 1200 Ultra. Và đây cũng chính là một vi xử lý hàng đầu hiện nay có khả năng giải quyết hầu như toàn bộ những cái nhu cầu của người dùng với một chiếc điện thoại. Và mời mọi người hãy cùng nhìn lại một lần nữa những chức năng có trên camera Xiaomi 1T Series. Đây chính là một công cụ thực sự tuyệt vời giúp cho các bạn có thể sáng tạo nên những thước phim điện ảnh. Xin mời mọi người xem một cái đoạn video, và đoạn video này được hoàn toàn quay bởi cái sản phẩm của chúng tôi, đó chính là Xiaomi 1T Pro. Oh,
been feeling this way for far too long. All right, guys, let's take it back to the top. Okay, great, here we go. Did we get the audio on that? Okay, cool. All right, so we're gonna reset. Okay, again? Yeah? Okay. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Tuấn Vũ. Wow, vừa rồi là những tính năng vô cùng ấn tượng của camera Xiaomi 11T Series đúng không ạ? Để thử xem rằng nãy giờ các bạn Xiaomi fan có nhớ được những điểm nhấn của chiếc điện thoại Xiaomi 11T Series này không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một mini game nho nhỏ để các bạn fan khi tham gia sẽ nhận được phần quà đến từ Xiaomi. Bây giờ Thùy Dung sẽ đọc câu hỏi luôn nhé. Các bạn hãy cho biết những tính năng đặc biệt trong việc quay video của Xiaomi 11T Series là tính năng nào sau đây? A. Magic Zoom, chế độ thu phóng ma thuật. B. Macroscope, quay những chi tiết siêu nhỏ. C. Audio Zoom, thu phóng âm thanh. Và D. Cả ba đều đúng. Các Xiaomi fan ơi, hãy nhanh tay comment câu trả lời cho thử thách vừa rồi và đừng quên phải thực hiện đúng 3 bước sau đây. Thứ nhất, like và thả tim cho livestream. Bước thứ hai, chia sẻ livestream ở chế độ công khai với 3 hashtag: hashtag Xiaomi Việt Nam, hashtag Xiaomi 11T Series và hashtag thước phim ma thuật. Bước cuối cùng là chúng ta hãy bình luận trên fanpage Xiaomi theo cú pháp, câu trả lời, khoảng cách, 3 số bất kỳ từ 0 đến 999. Ví dụ câu trả lời là đáp án A, khoảng cách 124. Các bạn hãy lưu ý luôn rằng chương trình sẽ chỉ chọn những ai tham gia comment hợp lệ trên trang fanpage chính thức của Xiaomi Việt Nam thôi. Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên và kết quả sẽ được thông báo sau livestream ngày hôm nay. Hãy cùng nhanh tay tham gia và nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn, đó chính là chiếc Xiaomi Mi Band 6. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần chia sẻ những tính năng nổi bật khác của Xiaomi 11T Series. Xin được mời anh Hoàng Tuấn Vũ. Vâng, xin cảm ơn MC Thùy Dung. Vừa rồi là những phần chia sẻ về những tính năng cực kỳ độc đáo về khả năng quay và chụp có ở trên dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series của chúng ta. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đi đến với phần sức mạnh khoa học ở bên trong. Trên thị trường hiện nay chúng ta hay nghe về cái khả năng sạc nhanh, nhưng có câu hỏi đặt ra là sạc như thế nào là thực sự nhanh và như thế nào thì nên gọi là sạc nhanh. Chúng ta hãy cùng xem một số những sản phẩm có ở trên thị trường thì chúng ta có thể thấy được rằng khả năng sạc nhanh của những thị trường đó sẽ dừng lại ở mức 20W hoặc là 25W. Nhưng với Xiaomi 11T Pro, chúng tôi cung cấp cho nó một cái công nghệ cực kỳ mới đến từ Xiaomi, công nghệ Xiaomi HyperCharge 120W, cung cấp khả năng sạc nhanh lên đến 120W. Và đồng hành với khả năng sạc nhanh lên đến 120W đó chính là viên pin lớn lên đến 5000 mAh. Và với viên pin lớn như vậy thì cái thời gian mà chúng ta sạc đầy cho pin cũng hoàn toàn cực kỳ ấn tượng, với chỉ 17 phút để đầy lên đến 100%. Hãy cùng xem một đoạn video để cho chúng ta thấy được rằng cái khả năng sạc nhanh có ở trên Xiaomi 11T Pro là mạnh mẽ như thế nào. Xiaomi 11T Pro là một cái cỗ máy mang đến cái nguồn năng lượng tuyệt đỉnh với khả năng sạc nhanh cực kỳ bá đạo và viên pin cực kỳ lớn. Và tất cả những điều này cũng sẽ được đồng bộ bởi củ sạc nhanh 120W được tặng kèm ở trong hộp. Vâng, thưa quý vị,
Với cái củ sạc này thì không chỉ sạc cho chiếc Xiaomi 11T Pro của chúng ta, mà chúng ta còn có thể sạc nó cho chiếc Xiaomi Pad 5 mà chúng ta vừa ra mắt, hoặc là thậm chí chúng ta có thể sạc cho chiếc laptop mà chúng ta đang sử dụng. Và với cái thời gian sử dụng tuyệt vời như vậy thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời và độc đáo. Giả sử như trong những cái tình huống cấp bách bạn chỉ có 10 phút để sạc thì sao? Thì chỉ với 10 phút chúng ta sẽ có lên đến 11 giờ gọi thoại, chúng ta sẽ có lên đến 7 giờ xem video và còn nhiều giờ để làm những cái hoạt động khác nữa. Và những điều này sẽ giúp cho chúng ta giảm đi cái thời gian sạc và tăng cái thời gian sử dụng lên nhiều hơn. Với Xiaomi 11T Pro, chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó khả năng sạc ở âm 10 độ. Và với cái công nghệ này, đây chính là một cái bước tiến cực kỳ tuyệt vời với công nghệ. Bởi lẽ cái nhiệt độ mà bình thường chúng ta có thể sạc được đó là từ 0 đến 35 độ. Nhưng ở đây chúng ta thậm chí có thể sạc ở độ âm. Mời mọi người hãy cùng xem một cái đoạn video để cho thấy cái khả năng sạc nhanh ở âm độ thực sự hoạt động như thế nào. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái đoạn video cho thấy cái sức mạnh của khả năng sạc nhanh trên chiếc Xiaomi 11T Pro của chúng ta. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái sức mạnh khoa học đằng sau cái thành tựu đó là gì, thưa quý vị? Đầu tiên thì chúng tôi phải nhắc đến những cái cải tiến ở phần cứng. Với Xiaomi 11T Pro, chúng tôi sẽ chia cái luồng sạc ra làm hai và chúng ta sẽ có hai luồng sạc song song để giảm thiểu cái luồng điện nạp vào cùng lúc và để rút ngắn thời gian sạc. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đồng thời áp dụng một cái công nghệ gọi là Multi Tap Winding. Đây là một cái công nghệ giúp tăng cường cái mạch sạc lên và giúp cho cái quá trình nhận điện của chúng ta được suôn sẻ hơn, giảm cái điện trở ở bên trong. Với viên pin chúng tôi cũng đồng thời có cải tiến. Chúng tôi sẽ chia đôi viên pin ra làm hai phần để nhận cái luồng điện từ hai phía cùng lúc. Và ở viên pin thì chúng tôi cũng tích hợp thêm một cái loại vật liệu gọi là graphene để làm tăng cái mức độ dẫn điện ở trong viên pin. Và có một cái công nghệ cực kỳ tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ, đó là công nghệ MiFC. Đây chính là cái công nghệ giúp làm tăng cái thời gian mà sản phẩm có thể nhận được dòng điện cường độ cao vào trong máy. Và vì cái thời gian mà chúng ta có thể nhận được dòng điện cường độ cao ở trong máy dài hơn thì có nghĩa là cái khả năng sạc nhanh của chúng ta được nhanh hơn rất là nhiều. Vì thông thường ở những cái công nghệ sạc nhanh bình thường thì ở cái khoảng cuối của cái quá trình sạc nó sẽ bị chậm hơn rất là nhiều so với lại khoảng đầu. Với Xiaomi 11T Pro, đây chính là một cái sản phẩm một lần nữa đánh dấu cho cái sự tiên phong của chúng tôi về cái khả năng sạc nhanh hàng đầu trên thế giới hiện nay và hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Có một số những cái nghi vấn đặt ra cho chúng tôi khi mà chúng tôi công bố một cái khả năng sạc nhanh cực kỳ bá đạo như vậy. Đó là những cái nghi vấn về cái khả năng an toàn khi mà sạc nhanh. Đó là những cái khả năng nghi vấn về cái tuổi thọ của pin. Nhưng quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì với Xiaomi 11T Pro chúng tôi trang bị cho nó lên đến 34 tính năng an toàn khác nhau. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó rất là nhiều cảm biến để theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ ở trên khắp chiếc máy của chúng ta một cách hiệu quả. Ở bên trong của chiếc điện thoại của chúng ta, chúng tôi đồng thời cung cấp và trang bị cho nó thêm
một cái buồng hơi tản nhiệt giúp gia cường thêm cái khả năng tản nhiệt cho máy, giúp đảm bảo cho máy sẽ luôn luôn giữ được cái hiệu suất tối ưu nhất có thể. Và cái tuổi thọ pin cũng sẽ được giải quyết bởi những cái công nghệ mới, bởi pin pin thế hệ mới để giúp làm tăng cái tuổi thọ vòng sạc lên đến 800 vòng so với là những cái loại thông thường ở trên thị trường là chỉ có 500 mà thôi. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được một cái chứng chỉ an toàn của một cái tổ chức đánh giá uy tín ở tại Đức, đó chính là chứng chỉ TÜV Switzerland từ Đức về cái khả năng sạc pin an toàn. Và hãy cùng nhìn lại một lần nữa những cái tính năng mà có thể gọi là những đột phá công nghệ ở trong cái sản phẩm Xiaomi 1T series của chúng ta. Thiết kế cũng là một trong những cái phần mà tôi muốn nhấn mạnh với quý vị trong ngày hôm nay, bởi lẽ nó là một cái sự đồng bộ từ trong ra ngoài. Chúng ta đã nói rất là nhiều về cái khả năng sáng tạo điện ảnh của Xiaomi 1T series, thì giờ đây chúng ta sẽ nói về cái sự điện ảnh ở trong thiết kế của nó. Nhưng mà tôi cũng đã thấy ở trên cái màn ảnh của chúng ta, những cái loại máy quay phim hồi xưa thì sẽ có hai cái băng ở trên máy, và lấy cảm hứng từ đó thì cục camera có ở trên Xiaomi 11T series của chúng ta cũng được mô phỏng như vậy, tạo nên một cái cảm hứng điện ảnh bất tận. Và với Xiaomi 11T series, cái thiết kế của nó sẽ được làm một cách tỉ mỉ và cẩn thận, giúp cho những người khách hàng khó tính nhất cũng có thể hài lòng với là những cái cạnh được bo và vát cong, tạo nên một cảm giác cầm nắm cực kỳ tuyệt vời. Máy cũng mang một cái ngôn ngữ thiết kế cực kỳ mỏng. Bên cạnh đó thì Xiaomi 1T series sẽ có 3 phiên bản màu sắc cực kỳ độc đáo. Đầu tiên đó chính là màu xám thiên thạch với những cái họa tiết kim loại ở mặt lưng, tạo nên một cái cảm giác cứng cáp, chắc chắn, cực kỳ tuyệt vời. Và cái màu sắc thứ hai của chúng ta đó chính là màu trắng thưa quý vị, và tên của nó chính là màu trắng ánh trăng. Đây là một cái màu sắc giúp cho những ai ưa thích cái sự ôn nhu có thể sử dụng. Và cuối cùng đó chính là màu xanh thiên hà, một cái dải màu crayon được chuyển từ xanh sang hồng, tạo nên một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời dành cho cái sản phẩm. Và tất cả những phiên bản của chúng ta cũng đồng thời được phủ một lớp chống bám vân tay ở mặt lưng, giúp gia cường thêm cái trải nghiệm khi chúng ta sử dụng. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa những tính năng và những điểm nhấn trong thiết kế có ở trên Xiaomi 1T series. Chúng ta không quên nhắc đến những thành phần khác của Xiaomi 1T series giúp làm gia cường thêm trải nghiệm của người dùng. Và đầu tiên thì đó chính là màn hình của Xiaomi 1T series. Loại màn hình được trang bị ở trên dòng sản phẩm của chúng ta đó chính là loại màn hình AMOLED phẳng hàng đầu hiện nay, với khả năng tái tạo màu sắc cực kỳ tuyệt vời, và khả năng của nó là hiển thị lên đến 1 tỷ màu, hơn 1 tỷ màu thưa quý vị. Đồng hành với lại khả năng hiển thị 1 tỷ màu thì chúng tôi cũng đồng thời có trang bị cho nó công nghệ True Color, giúp cho cái màu sắc của chúng ta trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó tần số quét lên đến 120Hz, tần số lấy mẫu cảm hứng lên đến 480Hz. Giúp cho những cái hình ảnh chuyển động ở trên màn hình cũng như những cú chạm cảm ứng của chúng ta mượt mà hơn bao giờ hết. Màn hình của chúng ta cũng được bảo vệ bởi những cái tính năng an toàn cao nhất cho đôi mắt. Màn hình của chúng ta cũng sẽ được bảo vệ bởi một lớp kính cường lực, và đây chính là loại kính cường lực cứng nhất hiện nay trên thị trường. Với màn hình của Xiaomi 11T series, đây chính là loại màn hình đỉnh nhất của dòng T-Series từ trước đến nay. Đây chính là cái loại màn hình đạt được tiêu chuẩn của ngành về sự xuất sắc về khả năng hiển thị hình ảnh.
Tổ chức đánh giá uy tín DisplayMate đã cho màn hình trên cái dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series của chúng ta điểm A+. Bên cạnh đó thì Xiaomi 11T Series cũng đồng thời đạt lên đến 14 kỷ lục khác nhau về màn hình. Nhắc đến màn hình thì chúng ta cũng không quên nhắc đến trải nghiệm về âm thanh. Trải nghiệm âm thanh trên Xiaomi 11T Series cũng được tăng cường đáng kể với hai loa kép tách biệt. Và bên cạnh đó thì cái vị trí của loa cũng sẽ được đặt một cách hoàn hảo cho những cái vị trí mà chúng ta khi cầm trên tay. Và chưa dừng lại ở đó thì với phiên bản Xiaomi 11T Pro, chúng tôi cũng đồng thời trang bị cho nó công nghệ Dolby Vision Atmos. Và với công nghệ này thì giúp cho cái trải nghiệm âm thanh của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn rất rất là nhiều. Loa của Xiaomi 11T Pro cũng đồng thời được tối ưu và tinh chỉnh nhờ sự hợp tác với hãng âm thanh danh tiếng Harman Kardon. Vừa rồi là những tính năng cực kỳ độc đáo có ở trên dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series của chúng ta, gồm có khả năng sạc nhanh 120W hàng đầu thị trường hiện nay và khả năng chụp ảnh cũng như quay video tạo nên những thước phim điện ảnh cực kỳ tuyệt vời và độc đáo. Và với một sản phẩm gần như hoàn hảo như vậy thì chúng tôi cũng có một cái sự đồng hành cực kỳ tuyệt vời đến từ một nam ca sĩ. Và đây là nam ca sĩ đã nhận được rất là nhiều những sự ưa mến và hâm mộ từ giới trẻ Việt Nam. Xin mời quý vị hãy cùng chào đón nam ca sĩ Subin. Subin đã có một khoảng thời gian trải nghiệm Xiaomi 11T Series này và Subin biết được những cái chức năng cũng như là những cái thông số. Ví dụ như là về sạc pin này thì Subin đã có một lần là thay đồ trong vòng có vài phút thôi và Subin cắm sạc để đó. Và khi mà quay lại thì sạc đã đầy rồi. Thì Subin cảm thấy rất là tiện lợi trong những cái công việc mà đòi hỏi cái vấn đề về di chuyển rất là nhiều. Thì đấy là cái trải nghiệm của cá nhân Subin. Và sau đây là món quà đầu tiên mà Subin sẽ gửi tặng đến Xiaomi fan. Anh đã có câu chuyện thật đẹp.
cho em là anh bước đi ngậm ngùi. Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối. Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao sao, chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao. Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau. Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đâm sâu vai em có tin anh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buông. Dẫu nắng hay mưa, dù có ra sao, thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp. Sau nắng hay mưa, dù có ra sao, thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp. Lời đầu tiên cho phép Suvin xin gửi lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi livestream và đặc biệt là các fan của Xiaomi nha. Đối với cơ hội được đồng hành cùng thương hiệu Xiaomi với chương trình ra mắt dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series, Suvin cảm thấy rất vui với sự hợp tác lần này. Hy vọng rằng Xiaomi sẽ gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam cùng với Suvin và dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Suvin về phần trình diễn vô cùng tuyệt vời và những chia sẻ vừa rồi. Quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy đừng vội rời mắt khỏi màn hình nhé, bởi vì Suvin sẽ quay trở lại với một món quà đặc biệt nữa chỉ trong một ít phút nữa thôi. Còn bây giờ là quà của Xiaomi mà Thùy Dung sẽ mang đến cho quý vị khán giả cùng với các Xiaomi fan. Để nhận được món quà này thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần làm theo 3 bước như sau. Thứ nhất, like hoặc thả tim cho livestream. Bước thứ hai, chia sẻ livestream ở chế độ công khai với 3 hashtag. Hashtag Xiaomi Việt Nam, hashtag Xiaomi 11T Series và hashtag Thước Phim Ma Thuật. Bước cuối cùng đó là hãy bình luận trên fanpage chính thức của Xiaomi Việt Nam theo cú pháp câu trả lời khoảng cách 3 số bất kỳ từ 0 đến 999. Ví dụ câu trả lời là Xiaomi đẳng cấp khoảng cách 089. Lưu ý rằng chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn nào tham gia bình luận hợp lệ trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam thôi nhé. Như vậy thôi, chúng ta đã có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn đến từ Xiaomi rồi. Và phần quà đó chính là một chiếc vòng tay thông minh Xiaomi Mi Band 6. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Thì Dung sẽ công bố câu hỏi nhé. Bạn nào đã sẵn sàng rồi, hãy comment sẵn sàng ở phần bình luận bên dưới để Thì Dung biết nào. Vâng, và câu hỏi của chúng ta chính là thời gian sạc đầy pin của Xiaomi 11T Series là bao lâu? Bạn nào đã có câu trả lời thì đừng quên thực hiện đầy đủ 3 bước theo thể lệ mini game và comment theo cú pháp câu trả lời khoảng cách 3 số bất kỳ từ 0 đến 999 trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam. Câu trả lời đúng sẽ được công bố vào cuối chương trình. Và một bạn khán giả may mắn với đáp án đúng và nhanh nhất sẽ được ban tổ chức chọn ra và thông báo kết quả trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam sau chương trình livestream ngày hôm nay. Còn đối với các bạn fan mà Thùy Dung biết rằng nãy giờ đang rất là mong chờ món quà thứ hai của Subin thì sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy cùng chào đón sự quay trở lại của nam ca sĩ Subin. Dài, ngọt như đang gió bên tai, bên nhau như trò chơi tình ái có qua có lại. Em muốn thấy những gì và em khao khát điều gì? Sau đêm nay em sẽ được hết đôi so bì. Có lẽ anh không như người khác đâu, hai tay dang rộng 3-4 thước, anh đâu cần phải biết chưa?
dấu cho thế gian kia đầy mỹ nhân. Anh chỉ săn tìm một ánh mắt đủ để làm từng phút giây biến tan. Trò chơi mà có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình. Yeah, thả trôi nà. Giữa những đôi môi vô tư nhưng anh ngại vô tình. Hai tay lên la đêm đàn dọc xương hai bên vai em run lên. Yeah, không gian trong đêm là lướt đêm mới trôi theo men say. Yeah, chẳng nghĩ đến ưu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điên. Rồi thì ngày sau có nhớ đến nhau không lời để. Có lẽ anh không như người khác đâu. Hai tay dang rộng ba bốn thước, anh đâu cần phải biết trước. Sao như thế gian kia đầy mỹ nhân. Anh chỉ săn tìm một ánh mắt đủ để làm từng phút giây biến tan. Trò chơi mà hey. Có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình. Thả trôi nà. Giữa những đôi môi vô tư nhưng anh lại vô tình. Close to me, feel your body on me, baby. Giữ lấy phút giây mà kể ngày mai ai có phải biến mất khi trời sáng. Bởi vì anh là thế. Trình diễn vô cùng tuyệt vời đến từ Subin. Và chúng ta sẽ được gặp lại Subin, giám đốc trải nghiệm sản phẩm Xiaomi 11T Series trong chương trình đặc biệt mang tên Ask Me. Còn bây giờ đây thì Thùy Dung xin được mời anh Hoàng Tuấn Vũ sẽ công bố giá sản phẩm và những ưu đãi cho Xiaomi 11T Series nhé. Xin được mời anh. Xin cảm ơn Thùy Dung và mời mọi người một lần nữa điểm lại những tính năng có ở trên Xiaomi 11T Series. Và trước khi chúng ta đi đến với phần công bố giá thì chúng tôi đồng thời có một cái sự hợp tác cực kỳ đặc biệt với lại một nữ biên tập. Và mời mọi người xem một đoạn video để xem về cái sự hợp tác này. I'm lucky I met a lot of magical person. First one was Tom Ford. He makes me international and he pushed me to speak English. The second one was Karl Lagerfeld. Honestly, he was my mentor. And the day I left work, he asked me to work with him. And one day we decided to do the little black jacket. And I heard it was one of the most successful fashion book ever. The third one is my son, Vladimir. He came to work with me 5 years ago and realized my big dream, the launch of my perfume. One magical moment in my career is certainly spending my birthday backstage with Gucci and get your cake from Tom Ford. This is a big pleasure. I was not born with a phone, and I remember my mother was filming me and my brother on a camera. It was a long process. Now, with my phone, I can film wherever I want. I can express my creativity.
I think that fashion will have to adapt more and more the way it's to be shown, even the way it's to be created. Everything is creating is a purpose to be seen on screen. As you know, I'm not a bad person, so my phone is my ultimate accessory. It's a tool for creativity. It's fantastic to be able to share all your work with this amount of people. And I think it's cinematic. Vâng, thưa quý vị, đó chính là phần đầu tiên của chuỗi series video The Making Of mà nữ biên tập Karen Rothfeld, người đã cộng tác với rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, thực hiện. Và với sự hợp tác này thì chúng tôi mong muốn rằng đây chính là cái phần mở đầu cho một cái chuỗi series sẽ tạo nên cái nhìn khác hơn về cái khả năng quay chụp và dựng trên điện thoại đến từ sản phẩm của chúng tôi, Xiaomi Mi 11T Series. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần giá. Nhưng trước khi đến với phần giá thì mời mọi người xem một đoạn video. Xiaomi 11T Series 5G quay phim chuẩn điện ảnh. Vừa rồi là một đoạn video cực kỳ tuyệt vời về những tính năng có trên Xiaomi 11T Series. Và những tính năng đó thì mọi người cũng có thể thấy được ở trên cái bảng so sánh trên màn hình của chúng ta ngay bây giờ. Và so với lại những cái sản phẩm khác có ở trên thị trường, những tính năng có ở trên dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series của chúng ta hoàn toàn vượt trội. Và cái sản phẩm đầu tiên mà chúng ta so sánh đó chính là Xiaomi 11T Pro. Với những cái cấu hình như vậy thì những cái sản phẩm khác sẽ có mức giá là trên 20 triệu đồng. Với phiên bản 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong, phiên bản này sẽ có mức giá là 14.990.000 đồng. Và chúng ta hãy cùng di chuyển đến với phần công bố giá của sản phẩm Xiaomi 11T. Hãy cùng nhìn trên màn hình của chúng ta cái bảng so sánh với lại những sản phẩm khác có ở trên thị trường. Xiaomi 11T cũng hoàn toàn trở nên vượt trội. Và với phiên bản 8GB, 128GB bộ nhớ trong, phiên bản này sẽ có mức giá là 10.990.000 đồng ạ. Và chúng ta sẽ có một cái phiên bản cao cấp hơn với 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Phiên bản này sẽ có mức giá là 11.990.000 đồng. Phiên bản này sẽ được mở bán độc quyền tại hệ thống Thế Di Động. Hãy cùng xem lại những cái tính năng có trên dòng sản phẩm Xiaomi 11T Series và cụ thể là Xiaomi 11T so sánh với lại những sản phẩm khác có ở trên thị trường với một cái mức giá
tuyệt vời hơn. Với Xiaomi 1T Series, chúng tôi cũng đồng thời cung cấp cho dòng sản phẩm này lên đến 2 năm bảo hành, 6 tháng bảo hành màn hình rơi vỡ, áp dụng cho các sản phẩm mua từ ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 23 tháng 11. Cái sự cam kết của chúng tôi để hỗ trợ cho sản phẩm này dài hạn cũng sẽ được tăng cường với gói cập nhật phần mềm lên đến 4 năm cho các bản bảo mật, cập nhật lên đến 3 phiên bản hệ điều hành Android. Chứ dừng lại ở đó thì chúng tôi cũng có những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Ưu đãi lên đến 1 triệu đồng cộng với máy lọc không khí 3H kèm với lại cái chế độ trả góp 0%. Tất cả đều sẽ được triển khai và áp dụng tại các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Xin mời mọi người hãy truy cập vào kênh thông tin chính thức của Xiaomi để biết thêm chi tiết. Với Xiaomi thì chúng tôi luôn luôn mong muốn mang lại cho quý vị giải sản phẩm với mức giá tuyệt vời nhất, với công nghệ tuyệt vời nhất, đỉnh nhất hiện nay ở trên thị trường. Và ở trên màn hình của chúng ta là giải sản phẩm mà chúng ta đã ra mắt ngày hôm nay, gồm có Xiaomi 11T Series, Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, và chúng ta còn có sự góp mặt của Xiaomi Pad 5 cùng với lại Xiaomi Flipbud Pro, và cuối cùng là cái giải pháp tăng cường cái hệ thống Wi-Fi ở tại nhà, Mi Wi-Fi Range Extender. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn còn một cái bất ngờ nữa cho quý vị. Với sản phẩm Xiaomi 11 Lite 5G New Edition thì phiên bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong sẽ có ưu đãi lên đến 1 triệu đồng tại sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada. Và đặc biệt là với sản phẩm Xiaomi Pad 5 thì chúng tôi cũng có ưu đãi lên đến 2 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử Lazada. Và quý vị vui lòng lưu ý là tất cả những ưu đãi này sẽ chỉ được áp dụng với số lượng sản phẩm có hạn. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn Vũ. Vậy là chúng ta đã biết được giá bán chính thức của chiếc điện thoại Xiaomi 11T Pro ở thị trường Việt Nam sẽ là 14.990.000 đồng, và đối với chiếc Xiaomi 11T sẽ là 10.990.000 đồng. Còn chần chờ gì nữa hỡi các Xiaomi fan, chúng ta hãy nhanh tay trải nghiệm siêu phẩm ngay thôi. Còn bây giờ cũng sẽ là một phần mà các bạn fan đang rất là mong chờ, đó là phần công bố đáp án của giveaway và mini game ngày hôm nay. Câu hỏi giveaway: giá bán chính thức của chiếc Xiaomi 11T là bao nhiêu? Sẽ có đáp án chính xác là 10.990.000 đồng. Tiếp theo với câu hỏi của mini game số 1: tính năng đặc biệt trong việc quay video của Xiaomi 11T Series là gì? Đáp án chính xác là đáp án D, cả 3 tính năng Magic Zoom, Macroscope và Audio Zoom. Xin được chúc mừng những bạn nào đã có đáp án chính xác nhé. Chúng ta hãy cùng đến với đáp án của mini game cuối cùng, đó là thời gian sạc pin đầy của Xiaomi 11T Series là bao lâu? Câu trả lời chính xác đó là khoảng 17 phút cho 100% pin. Với các bạn nào đã comment đáp án chính xác thì đừng quên hãy kiểm tra xem mình đã thực hiện đầy đủ các bước hợp lệ để có thể tham gia giveaway cũng như là mini game chưa nhé. Bước 1, like hoặc thả tim cho livestream. Bước 2, chia sẻ livestream ở chế độ công khai với 3 hashtag: hashtag Xiaomi Việt Nam, hashtag Xiaomi 11T Series và hashtag thước phim ma thuật. Bước cuối cùng, chúng ta hãy bình luận trên Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam theo cú pháp. Đối với giveaway sẽ là câu trả lời, khoảng cách, 3 số cuối của số điện thoại. Và đối với mini game sẽ là câu trả lời, khoảng cách, 3 số bất kỳ từ 0 đến 999. Mọi người cũng hãy lưu ý giúp Thùy Dung rằng chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn nào tham gia comment hợp lệ trên trang Facebook chính thức của Xiaomi Việt Nam mà thôi. Kết quả sẽ được thông báo sau chương trình livestream trên fanpage chính thức của Xiaomi Việt Nam. Và quý vị đừng quên hãy theo dõi và cập nhật liên tục. Biết đâu rằng mình sẽ là người may mắn nhận được phần quà đến từ Xiaomi. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta đã được khám phá rất nhiều những sản phẩm hấp dẫn đến từ Xiaomi rồi đúng không ạ? Nếu như có được trong tay chiếc Xiaomi 11T Series, Thùy Dung tin chắc rằng mình có thể tạo ra những thước phim ấn tượng chỉ với một cú chạm. Còn đối với Xiaomi 11 Lite 5G phiên bản mới, Thùy Dung tin rằng với những người yêu thích thời trang, họ sẽ có được một sản phẩm góp phần tạo nên phong cách cá nhân ấn tượng. Còn bây giờ, Thùy Dung xin phép được thay mặt Xiaomi Việt Nam gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi livestream cũng như là tham gia bình luận và trả lời câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Xiaomi nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những sự kiện tiếp theo của Xiaomi. Xin được chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe và sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với Xiaomi. Xin chào và hẹn gặp lại!
11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh đặt trước ngay. Xiaomi 11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh. Xiaomi 11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh đặt trước ngay. Just make it all happen. It's a dream for my.
Xiaomi 11T Series 5G, quay phim chuẩn điện ảnh. Xiaomi 11T Series 5G quay phim chuẩn điện ảnh, đặt trước ngay. Xiaomi 11T Series 5G, quay phim chuẩn điện ảnh.
Xiaomi 11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh, đặt trước ngay. Xiaomi 11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh. Xiaomi 11T series 5G quay phim chuẩn điện ảnh, đặt trước ngay.